đâu chị? Sáng nay ba chị vẫn còn ở nhà cô chú anh chị, cho nên là ba sẽ chở chị đi học hết mọi người. Nhưng mà bây giờ mới còn sớm đó, ba sẽ chở hai mẹ con đến đó, xong rồi ba đi về trước. Ba chị là một chút xíu là có cuộc họp hết mọi người, cho nên là thả Kim ở đó để Kim chờ chị tới giờ vô học, xong rồi Kim sẽ đi bộ về. Hôm nay ba chị là tới 12 giờ trưa mới đi sân bay cô chú anh chị. Ba chị hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy chị mặc đồng phục luôn hả cô chú anh chị? Mấy bữa tuần trước là toàn là nhìn thấy hình thôi, chụp hình gửi cho ba thôi chứ chưa có nhìn thấy chị nè. You have a nice time at school with your friends, all right? Today when you get home, Daddy already gone. All right, see you later. Bye. Ở đây là nhà thờ nè cô chú anh chị, phía bên đây là nhà thờ luôn nè mọi người. Giờ sẽ đi bộ qua bên đó hả cô chú anh chị, tại vì gần chỗ trường rất là kẹt xe luôn, cho nên là ba chị sẽ thả hai mẹ con ở đây và đi về hết cô chú anh chị, không có dòng ở chỗ trường mà đi về mấy bên đây luôn. Và hai mẹ con thì sẽ vào trái đi qua đây đi học. Ở đây là có cái nhà thờ, đây là cái cổng cho chỗ nghĩa trang của nhà thờ luôn nè cô chú anh chị. Cái này chỗ này là cái cổng của nghĩa trang nè. Vô tới trường rồi nè cô chú anh chị ơi. Kim đã đưa chị đến trường xong rồi hết mọi người. Nhưng mà hồi sáng này đi do là y ba chị đưa đó cô chú anh chị, cho nên là không có không có xem dự báo thời tiết mọi người, thì vừa đưa đi đến thì vừa đưa chị đến trường là trời mưa luôn cô chú anh chị. Nên là bây giờ dầm mưa đi về mọi người. Mưa bụi nhạt nhòa hả cô chú anh chị, không có mưa lớn nhưng mà mưa này là đi sẽ ướt người luôn đó cô chú. Bây giờ Kim mới coi dự báo thời tiết lại là mưa cho đến 11, 12 giờ luôn mọi người. Cho nên là thôi Kim đi bộ về luôn chứ không có trú mưa hả cô chú anh chị. Nếu mà biết trời mưa như vậy thì mình đem theo cái áo mưa hoặc là đem theo dù á, che cũng đỡ, bây giờ ướt tóc hết trơn rồi cô chú anh chị ơi. What is the evolution going to look like by the end of the year? What do you want for breakfast, honey? Just bacon on toast, babe. Only bacon. I don't need anything else. Thank you. What sauce? Brown, please. Okay. Thank you, darling. Thank you.
After eating this, I'm gonna put my things in the bag. I paid the money for the snack. How much? £12 or something. They say you could buy like £67 for a year. And by the way, has she got the PE kit? Yes. Okay, good. Yeah, take her on the bus. Probably take her on the bus and then get the bus back from school. You know where to get the bus from, don't you, by the school? Friends in the next few months, and then maybe next year she might want to do something different, you know. But that's okay. She just wants to play with her friends, and she, you know. Tony, chuẩn bị đi công tác rồi cô chú anh chị ơi. Bây giờ đi tới honey Thursday or Friday. When I come home Thursday, darling. Thursday afternoon. À, buổi chiều thứ năm là về hả cô chú anh chị? Thì tuần này là đi từ trưa thứ hai đến chiều thứ năm. Thứ sáu là sẽ ở nhà, là đi chuẩn bị thứ sáu về là sẽ đi mua đồ. Tại vì thứ bảy này là sinh nhật của Chi hả cô chú anh chị, thì sẽ tổ chức sinh nhật tại nhà cho Chi đó mọi người. Probably around 5 or 6 o'clock depending on the traffic and the baggage. Okay. Things at the airport, you know. Dạ ba Chi đi cô chú anh chị, bây giờ trời nắng rồi, không biết một chút nữa có mưa không hả mọi người. Nếu mà chiều nay mà không mưa thì Kim sẽ đón Chi bằng xe đạp. Còn nếu mà trời mưa là chắc phải đi bộ ra bến xe bus để đón Chi hả cô chú anh chị. Okay, babe. Love you. I'll see you on Thursday, okay? Love you too. Oh, you take care, okay, darling? You too. I'll call you later, all right? Mm-hmm. All right, bye, darling. Bye. Bye. In the door is the umbrella. Do you want it for anything? No? Okay, all right, babe. Okay, you take care. Bye. Bye, darling. Bằng trái cây này cho Chi hả cô chú anh chị. Em Chi đã đi học về rồi nè mọi người. Cứ ngày nào cũng vậy á. Đi học về là ngồi coi tivi thôi à. Đây nè Chi nè. Ở chừng đỏ nha, con ăn chuối á. Chi nó muốn ăn nuôi cô chú anh chị, nhưng mà giờ gần tới giờ ăn cơm chiều rồi, cho nên là Kim cho ăn trái cây thôi. Chứ ăn nuôi bây giờ là tới chiều no luôn. Họ con uống cái này không có làm đỏ nha. Cái sữa trái cây này ngon lắm nè cô chú anh chị, mà dễ uống nè. Đây là nước trái cây. Mày để đồng hồ lên nha Chi nha. Đó, mỗi ngày đều như vậy luôn á cô chú anh chị. Mỗi ngày đều là đồng hồ cát á mọi người. Cái hình này là Chi lúc cái ngày mà đi biểu diễn múa ba lê nè cô chú anh chị. Còn cái tranh này là Kim vẽ nè. Hai mẹ con nè.
nay Kim có cái hộp thịt cừu hả cô chú anh chị? Kim sẽ cho muối, tiêu và dầu ô liu vào hết mọi người. Có tỏi hả cô chú anh chị? Thank you.
Bữa tối đã xong rồi nè cô chú anh chị, thịt cừu nướng ha mọi người. Thịt cừu nướng rất là đơn giản luôn, Kim làm mà đơn giản thôi cô chú anh chị. Khoai tây, măng tây, nấm và bắp. Này của Chi thì có Chi có dưa leo của chú anh chị, tại vì Chi không ăn măng tây với nấm ha mọi người. Xin mời cô chú anh chị dùng bữa tối nha. Tại si. Con lấy ra. Chị cũng đã ăn sạch luôn rồi nè ông bà cô chú ơi, nhưng mà khoai tây Chi chỉ ăn có hai miếng khoai tây thôi cô chú anh chị. Kim nghĩ chắc là cũng hơi nhiều á, Chi ăn không hết rồi mọi người. Chi ăn bắp nữa đi. No quá hả? Chi no là không ăn nữa cô chú. Vậy không ăn thôi mà dẹp ha. Truck. Elephant. Trunk. Elephant. Truck. Yay. Trailer. Bath. Circus. Elephant. Bath. Giỏi quá, chị giỏi quá. Elephant, trunk, trailer, truck.